Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tạp hóa Hinode. Liệu sau khi nhìn thấy cái tiêu đề của video này thì các thượng đế của kênh có ngửi thấy mùi drama nồng nặc hay chưa? Mình không biết khi nào video này lên sóng thì mấy cái drama nổ ra gần đây đã ngửi thấy chưa? Bởi vì kiểu gì thì Hinode chẳng chọc vào chỗ này chỗ kia, mỗi chỗ một tí, nhất là với một chủ đề nhạy cảm như thế này. Vậy nên, mong rằng các bạn hãy giữ vững tôn chỉ mà tụi mình đã đặt ra từ đầu. Tất cả các video trên kênh đều chỉ nhằm chia sẻ kiến thức và góc nhìn của chúng mình, xem cho vui chứ đừng lôi ra để đấu võ mồm là được. Mà các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để ủng hộ cho chúng mình nhé. Nếu kênh Hinode đạt được cột mốc 50.000 sub thì tạp hóa Chan sẽ gửi tặng đến cho tất cả mọi người một món quà vô cùng bất ngờ đó. Còn có phải vụ ăn quê hay không thì cứ đăng ký đi là biết liền. Lịch sử về Fate series. Như tụi mình đã chia sẻ trong video Fate 101, làm thế nào để xem Fate thì franchise này đã sở hữu lịch sử lâu đời, cùng với đó là số lượng lớn tác phẩm trải dài trong nhiều năm. Tiêu biểu như Fate Stay Night, Extra, Apocrypha cho đến Grand Order. Bởi khởi nguồn là một hãng visual novel, nên các tác phẩm thuộc franchise Fate chủ yếu là game. Nhưng sự phổ biến của thương hiệu này ở cộng đồng fan anime Việt Nam lại đến từ những phiên bản được chuyển thể lên màn ảnh nhỏ qua bàn tay của studio UFO Table. Hiện tại, với sự phát triển rất mạnh của Fate Grand Order trong mảng trò chơi di động, ta được chứng kiến vô số nội dung mới đến từ Nasu và các tác giả khác đang cộng tác cùng ông, đến mức ăn lòi họng ra vẫn chưa hết. Ngồi đếm thì dài lắm, vậy nên mấy bạn hãy tự Google đi nhé. Còn nếu mà quá lười thì hãy để mình tóm tắt lại một số cột mốc mà mình cho là rất đáng nhớ nhé. Tháng 1 năm 2004, Fate Stay Night chính thức được phát hành dưới dạng visual novel. Tầm này thì chắc nhiều bạn ở đây còn chưa sinh ra, nhưng mà nhìn chung là game rất hay, cứ chơi thử là biết. Tháng 7 năm 2010, Fate Extra, chuỗi tác phẩm tiếp theo lấy đề tài về Fate với mạch truyện tách biệt so với phần Stay Night, được ra mắt dưới dạng video game. Tháng 8 năm 2011, Fate Zero đổ bộ mảng truyền hình với phiên bản anime do UFO Table sản xuất, tiếp tục kéo dài mối lương duyên giữa Time Moon và Studio này sau thành công của Karano Kyokai. Tháng 8 năm 2011, ngày đánh dấu sự ra đời của một huyền thoại, Carnival Phantasm. Tháng 7 năm 2013, thời điểm Silverlink đưa ra những màn hôn hít của các bé gái tiểu học trong nguyên tác lên một tầm cao mới. Tháng 12 năm 2014, sau hơn 10 năm, Fate Stay Night mới chính thức có cho mình phiên bản anime đầu tiên. Đùa tí, dù sao thì cái bản 2006 tuy có một chút vấn đề nhưng mà vẫn xem được. Tháng 1 năm 2015, từ một trò đùa cả tháng 4, giờ đây ta đã có tới hai phiên bản Strange Fate, một light novel và một manga ra mắt cùng thời điểm và đang chạy song song với nhau. Dù không có anime, nhưng Strange Fate đã tạo nên sự hứng khởi vô cùng lớn đối với đại bộ phận fan Fate tại Việt Nam lúc bấy giờ. Tháng 7 năm 2015, Fate Grand Order, tựa game đã mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới với Fate series chính thức được ra mắt. Tháng 7 năm 2017, Apocrypha anime tiếp tục hâm nóng cộng đồng fan và tạo nên sự phân hóa sâu sắc giữa những người thích và ghét của bộ phim này. Tháng 10 năm 2018, Trilogy, 3 phần phim chiếu rạp của Road Heaven's Feel bắt đầu được khởi chiếu với phần đầu tiên là Precious Flower. Tháng 1 năm 2018, Fate Grand Order tiến tới phần 2, Cosmos in the Lost Bell. Và tiếp theo sẽ là những lý do tại sao cộng đồng Fate lại không có nhiều thiện cảm đối với những nội dung được đăng tải bởi những người không phải là fan Fate nhé. Đầu tiên, sự đặc thù của series. Fate series là một franchise cực kỳ đồ sộ và lâu đời. Đây là điều mà ai cũng biết. Với những bạn không có chút kiến thức nào về Fate thì nguyên cái phần tóm tắt trên kia thôi đã đủ để khiến mọi người cảm thấy đau đầu rồi đúng không? Khác với nhiều thương hiệu phổ biến mà mọi người quen thuộc như One Piece, Dragon Ball hay Naruto, và người đọc chỉ cần xem từ đầu đến cuối là hiểu hết nội dung, thì Fate lại mang lại thiên hướng phi tuyến tính với nhiều đầu game thuộc các vũ trụ song song và còn được chắp bút bởi rất nhiều cái viết khác nhau. Nếu để mà so sánh thì Fate series khá giống với bên comic, tuy có phần giản lược hơn nhưng mà để nắm bắt hết toàn bộ nội dung thì vẫn vô cùng khó, kèm theo đó là phần nền tảng vũ trụ quan khá dày. Bởi vậy nên nếu không đầu tư vào mảng marketing và vung tiền cho các chiến dịch quảng cáo một cách rầm rộ ở các thị trường lớn thì rất khó để một thương hiệu như Fate có thể tiếp cận tới người xem đại chúng. Đó là lý do vì sao ở Việt Nam Fate series không được coi là một mainstream và không có sức hút mãnh liệt đối với fan đại chúng giống như những Thanh Gươm Diệt Quỷ hay Spy Family. Và điều này phần nào đó đã ảnh hưởng tới các lý do sau đây. Thứ nhất, sự thiếu chuyển chu của những bên làm nội dung. Dù cái này có phần hơi khắt khe thật, nhưng mà với tư cách một người xem và đồng thời cũng là một người đang viết content cho các thượng đế thì mình có thể hiểu được tại sao mọi người lại cảm thấy khó chịu với các video trên YouTube. Mỗi kênh làm video sẽ hướng tới một dạng content cụ thể, mà nếu phạm vi nội dung được khai thác càng rộng thì sẽ càng tỷ lệ nghịch với chất lượng đầu ra.
Nói dễ hiểu thì nó giống như lực học của các nhân vật trong bộ cứ bền vậy. Nếu đã giỏi văn thì sẽ siêu dốt toán, và ngược lại. Còn nếu giỏi đều đều thì sẽ chẳng thể nào đạt đến đỉnh cao như hai người kia. Nói rằng cẩu thả là còn may, chứ chuyện một người không đu theo series phết nhưng mà có thể viết những thứ mình không biết thông qua YouTube và Wiki chẳng phải là thứ gì đó quá hiếm. Nếu tinh ý thì xem phát để biết ngay. Mà cứ thử tưởng tượng xem, một người chỉ chơi game trên YouTube nhưng lại viết ba bình phẩm về nó. Giỏi thì chắc ngang được bình luận viên huyền thoại nào đó, chứ mà tệ thì fan không cách nào thấm nổi đâu. Và đó là ở mảng viết kịch bản, chứ với bộ phận biên tập video thì nó còn khác nữa. Bởi vậy nên cái kiểu lời nói một đăng hình một nẻo thì Hinode cũng chẳng thấy lạ nữa rồi. Nếu vậy thì tại sao những nội dung như vậy vẫn tồn tại trên YouTube? Câu trả lời sẽ nằm ở phần tiếp theo của video này. Quay trở lại vấn đề chính, theo mình thì mọi người nên phần nào thông cảm cho những bên làm content giống như Hinode. YouTube được coi là một ngành công nghiệp nội dung, và càng ít những tài khoản đăng video với mục đích vô thưởng vô phạt tồn tại trên nền tảng này nữa. Hiểu biết của mỗi cá nhân là có hạn, và áp lực chạy theo doanh số, lịch trình, tài chính đã khiến cho các nội dung trên YouTube trở nên công nghiệp và mì ăn liền hơn. Với những lỗi sai cơ bản dạng như NP Lancelot có thể crit thì mình nghĩ rằng mọi người nên bỏ qua hoặc góp ý trên thái độ xây dựng, bởi vì ai mà chẳng có sai sót, nhất là khi bị xếp dí deadline vào mặt. Dù cho có mấy cái mà mình chẳng thể nào ngửi được, như việc đặt tiêu đề clickbait hay là lôi drama ra để câu view, nhưng như người em Nguyệt của mình đã từng nói thì cứ người xem càng chửi thì mấy người làm nội dung lại càng thích. Vậy nên lời khuyên của Hinode dành cho các bạn là hãy cố gắng nắm đằng chuôi, chứ đừng để bị người đời dắt vào và lao vào những cuộc tranh luận vô bổ nha mọi người. Thứ hai chính là sự khác biệt giữa những gì mà fan và non-fan muốn tiếp nhận từ một bên thứ ba. Xét trên góc nhìn của một người xem phổ thông như mình thì việc tiếp thu nội dung từ YouTube là một dạng tiếp thu thụ động. Ngoài những series hướng dẫn thì hầu hết những gì mình xem trên YouTube đều hướng đến sự giải trí. Mình thường bị thu hút bởi những nội dung mới mẻ và khiến bản thân cảm thấy tò mò. Ví dụ như những trào lưu, những trend mới. Vậy nên các đơn vị làm nội dung theo kiểu của Hinode sẽ coi non-fan, những người không biết và không có nhu cầu tìm hiểu quá sâu, là tập người xem tiềm năng. Bởi vì nếu bạn đã biết rồi thì bạn còn coi video của tụi mình làm gì? Hơn nữa, những video bọn mình làm luôn hướng đến các quý thượng đế của Hinode, Love You 3000. Và với những người mới hoàn toàn, họ sẽ không có yêu cầu quá cao về mặt nội dung của thành phẩm, thậm chí họ còn chẳng có hứng thú để tìm hiểu sâu hơn, mà chỉ coi cho xong rồi để đó. Để rồi, chữ nó lại từ tai này chảy qua tai kia. Nhưng mà điều này lại dẫn đến một vấn đề lớn hơn. Nếu người xem của Hinode không có yêu cầu quá cao về mặt nội dung, thì cộng đồng những người hâm mộ của thương hiệu đó, họ lại có. Một thương hiệu có danh tiếng thường sẽ sở hữu một lượng lớn những người hâm mộ trung thành và có mức độ am hiểu tương đối. Vậy nên, với họ thì dạng video kiểu bạn biết gì về nhân vật ABC hoặc là top 10 nhân vật XYZ sẽ rất là thừa. Nhưng mà nếu nói với những thứ phức tạp hơn thì lại ít người quan tâm. Những video tóm tắt nhan nhản trên YouTube không hề dành cho cộng đồng người hâm mộ, bởi vì họ chẳng cần tóm tắt một bộ mà họ đã cài hàng chục lần. Nhưng rồi, chúng vẫn tồn tại bởi sự ủng hộ của non-fan. Cơ mà tất nhiên là vẫn có các nội dung ở dạng nặng đô hơn dành cho những người hâm mộ tồn tại trên YouTube. Thậm chí là còn nhiều kênh họ chỉ đăng nội dung về một bộ duy nhất, nhưng vẫn có nhiều người xem. Nhưng mà Fate thì không. Lý do thì như mình đã đề cập ở trên. Việc fan của Fate tìm đến những nội dung hướng về đối tượng phổ thông, một phần là bởi sự khan hiếm nội dung dành cho họ. Và đây cũng là một điều mà mình cảm thấy khá đáng tiếc. Thứ ba, sự khó tính của cộng đồng Fate. Cái này thì mình không khẳng định, nhưng dựa trên ý kiến cá nhân của mình và những gì mà mình tìm hiểu được thì cộng đồng Fate ở Việt Nam rất khó tính. Cái này thì mình không thể lý giải được. Chỉ biết được rằng từ thuở khai sinh thì họ vốn đã là như vậy rồi. Mình hiểu rằng sự khó tính này xuất phát từ tình yêu của họ với series Fate. Nhưng mà cái gì cũng có hai mặt của nó. Một đặc điểm thường thấy của Fate fan là nhiều người rất thích sửa lưng người khác. Điều này có thể được lý giải bằng khoa học, bởi vì không chỉ riêng fan của Fate mà đây còn là tâm lý chung của tất cả chúng ta, nhất là khi bộ não bị kích thích khi nghe thấy một thứ gì đó không đúng. Đây được gọi là định luật Cunningham. Cách tốt nhất để tìm được một câu trả lời đúng trên Internet không phải là đưa ra câu hỏi, mà là đăng một câu trả lời sai. Điều này sẽ có thể xuất phát từ tâm lý muốn chứng minh sự vượt trội của bản thân, hay gọi tắt là thượng đẳng, hoặc đơn giản là muốn bảo vệ thứ gì đó mình cho là đúng đắn. Suy cho cùng thì chuyện sửa lưng người khác cũng sẽ chẳng nên chuyện, miễn là mọi người hành xử có chừng mực và đừng làm ảnh hưởng đến người khác là được. Đùa một chút vậy thôi, chứ mấy cái mình nêu ở trên chỉ nhằm giải đáp cho thắc mắc của mọi người, kiểu như một đứa xấu bụng chỉ đang xạo lìn với tất cả mọi thứ trên đời mà thôi. Mong mọi người đừng nghĩ sâu xa làm gì, bởi mấy cái này càng bàn sâu thì lại càng mất vui, mà tụi mình thì cũng chẳng rảnh đến mức đó đâu. Còn nếu các bạn muốn có thêm những video bình luận như video này thì hãy comment xuống ở phần bên dưới để tụi mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.